có rất nhiều bạn khi mua ống kính ấy, thì không biết được cái nhu cầu thực tế của mình là gì mà chỉ miêu tả nằm chung chung là có thể chụp sản phẩm rồi là chụp đi du lịch thì đây mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái combo 5 in 1 này bộ này thì nó sẽ có cái nền tên 2x đây là một cái nền vô cùng quan trọng giúp các bạn chụp chân dung này chụp sản phẩm len này là tiêu cự 55mm các bạn ạ. Pentile thì thường nó sẽ là nổi bật cái sản phẩm lên và tách cái nền đằng sau ra giúp cho sản phẩm nó nổi bật ấn tượng hơn. Các bạn có thể sử dụng cái này để chụp chân dung cũng rất là tốt. Độ nét của cái nền này thì rất là hoàn hảo. Nền này thì các bạn có thể mua thêm CPL 37mm để gắn vào. Nền này thì các bạn chỉ cần cân căn bố cục và đủ sáng là ok. Tiếp theo chúng ta đến với một cái nền nữa là nền Macro. Con này là Macro 10X. Nền Macro này nó hay ở một chỗ là không cần chụp quá gần nhé các bạn. Nó vẫn nét. Len này thì hỗ trợ các bạn chụp các sản phẩm nhỏ, các sản phẩm mà nó cần độ chi tiết cao ấy, thì đây là một cái lens rất là phù hợp. Các bạn có thể chụp côn trùng, hoa cỏ. Nhiều bạn thì mua cái lens macro để chụp thẩm mỹ. Trong cái bộ sản phẩm này đã bao gồm cả cái lens macro rồi nhé các bạn. Tuy nhiên thì nó vẫn có những cái điểm hạn chế nhất định. Tiếp theo là chúng ta đến với một cái lens nữa là lens fisheye mắt cá 195 độ khi sử dụng cái nen này thì cái ống kính của chúng ta nó sẽ tròn như thế này tròn như cái mắt của con cá đấy thì người ta gọi là mắt cá cái này thì để ứng dụng chúng ta chụp cho những cái hình ảnh mà cần có những cái góc rộng siêu rộng đem lại những cái hiệu ứng cũng khá là thú vị và buồn cười chiếc nen thứ tư của chúng ta ở đây là nen góc rộng 110 độ cái nen này nếu như mà các bạn sử dụng góc rộng thì rất là quan trọng bình thường cái góc của chúng ta nó hẹp như thế này qua ống kính của điện thoại thì chúng ta gắn thêm cái góc rộng vào nó sẽ mở ra một cái góc tốt hơn giúp cho cái khung hình nó không bị bí nữa và khi các bạn sử dụng cái góc rộng như thế này thì thường là chúng ta sẽ quay phong cảnh du lịch thì nó sẽ hiệu quả trong bộ len này nó sẽ có thêm một cái ống góc rộng nữa là góc rộng 170 độ góc này thì siêu rộng luôn các bạn ạ tuy nhiên thì khi chụp vào trong khung hình có những cái tòa nhà mà nó có các đường thẳng đứng như thế kia thì nó sẽ bị hơi cong cái ống kính này thì mình nghĩ là các bạn nên sử dụng để quay ngoại cảnh mà những cái nơi mà rất là rộng ấy, thì hình ảnh nó sẽ cho ra rất là tuyệt vời khi mà các bạn mua một cái combo như này thì sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều